khiển lúc trước là mình không thổ quá lộ, quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi, mình lại open quá, mình open quá xong là over luôn, bị over, đúng over không? Luôn. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi cảm ơn em. Dạ. Nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha, đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật em thích cái gì đó sến mà đúng. Thiệt á. Mời nhà trai. Rồi chào anh trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ dạ. Mời em ngồi. À, xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn hả? Nữ. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu, tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa lắm ha. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Dạ, sẵn tiện. Em hát bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây con sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu lên đi. Nếu anh không còn gì để vương vấn. Dạ, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không, nhà sản xuất âm nhạc? Dạ, hay quá. Bạn Huy thấy như sao bạn? Tôi trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát Người Hãy Quên Em Đi. Dạ. Bên đây hát bài Anh Không Tin. Tôi không tin. Đó. Ồ, mà sao? Coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao. Đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không, chưa yêu ai hả? Dạ. Thực ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Tức là em hơi nội tâm á. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm,
em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên, thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín, dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá, mình open quá, xong là over luôn, đi over luôn, over luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích, em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em, thế là em cứ thể hiện quá trời luôn và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công, dạ, luôn. Đúng rồi. Mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai, dạ, nhìn về tương lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn hả trời? U30 rồi chị. U30. U30 rồi, dạ, hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ măng trẻ mẳng. Em có mấy mối tình là nói cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có hai mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á, về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới, thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung này. Là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Còn mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết, dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình này gần nè, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền? Dạ, hiểu chuyện chút xíu là rồi. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây, dạ, có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bóng bằng bàn, lên ăn cơm vàng, cơm bạc người ta. Đó, chàng gái cũng có răng khểnh chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em nói cái điều em thích ra nha. Em thích một người đàn ông, đàn ông, đàn ông. Người đàn ông, đàn ông. Phải bản lĩnh đàn ông, mình phải ga lăng. Dạ, đối nhân xử thế em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ, phải vui vẻ, em thích một người đàn ông vui vẻ là hài hước nè. Dạ rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu, và cao đó anh, em thích cao hơn em. Bạn rồi bên không đó thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ không sạch sẽ, không sạch sẽ. Dạ em thích một người phải nói là mình bề ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em nó không sạch sẽ gì. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi mở rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và xin chào chị Hồng Vân ạ. Dạ em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp, đồng nghiệp. À, lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy, cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi, bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp hả Linh? Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp. Coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Có vui. Mở ra đi em. Cái gì vậy cưng? Tặng gì vậy? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên nhớ là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Mở quà. Dạ từ từ nhanh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Dạ. Được nhanh rất gì ta. Dạ cho em đọc nha. Rồi rồi đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn cái bài hát này là hát gì của ai ta? Dạ, dạ. Em thuộc bài này không? Dạ, em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ, đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn.
Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị, nó ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích chứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tự như trong tim thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đã chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là cũng xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Bài này anh nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. Về bên nhau ta xây mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thanh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Cần nói chuyện. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương hả? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Từ đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em... còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. À. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. À, dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập hả anh? Nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á, cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ. Nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật. Em thích cái gì đó sến mà đúng. Thiệt á. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã cái chưa tuổi em. Này là đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngoài quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi, nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có, nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi, tại vì nhà có hai anh em á, nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm mình hôn nhân thì có thể là mình chắc luôn đi, đừng có thể anh. Rồi chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, xem sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn, quan trọng là em có bấm nút không. Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Chắc rồi bây giờ sao ta. Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả luôn, anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Và nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một
những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành, rất chân thành. Rồi. Mọi người, chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Rối rồi, rối, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. Một. Hai. Hai. Bấm trước luôn rồi. Ba. Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối rồi, rối trời trời. Ôi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Yeah, rồi, yeah. Bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây không phải lan và điệp. Nút mà bấm nút, nút, nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim của đám nổi đỏ rồi. Thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, mà phụ nữ kỳ lắm nha. Ta nói ra thì nó cãi bướng, còn ta không nói thì thế sao không nói, kỳ vậy. Làm sao để vừa làm phụ nữ? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho. Sao vậy con, sao con cho ta ngọt ngào xong rồi con cho miếng đắng đập lại là sao con? Dạ không, con thấy sô cô la cũng sữa không mà chắc cũng không có đắng lắm mà con. Dạ. Cảm giác đầu tiên thấy em hiền, rất là hiền luôn. Dạ. Rồi cao nữa. Dạ. Anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm. Dạ. Vậy là có đúng cái con kết luận là con thích hay không? À dạ, con thích à. Đó thì con phải nói cho bạn vui chứ. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Ngồi đi cưng. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Hiền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái và chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Khánh Triều Phong, năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang làm giám sát bán hàng tại công ty sữa cô gái Hà Lan. À, từ quê con đâu? À, quê Sài Gòn luôn à. Sài Gòn luôn, quận mấy con? Dạ, quận 1. Bên nó nhanh nhẹn dễ sợ luôn, như một làn gió vậy đó. Bây giờ mình cũng vậy đi con. À dạ, con tên là Phan Thị Dung, năm nay con 25 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Con làm thu ngân ở một cửa hàng điện thoại. Đàn ông bán sữa, con gái thu ngân. Ôi. Dễ thương. Cho con cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của con đi. Dạ, điểm mạnh của con là hay cười nhưng mà cũng hay khóc. Đôi khi đàn ông mà thấy rơi nước mắt họ nhói lòng lắm, cái gì họ cũng ok hết con. Đàn ông sợ nước mắt lắm. Thôi bên nhà trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu giùm tôi cái đi nè. À, điểm mạnh của con là con có thể nói chuyện được thoải mái với mọi người, hòa đồng, vui vẻ, không có kén bạn. Còn về điểm yếu là đầu tiên là con ít tâm sự với mọi người, con hay ít nói chuyện. Thứ hai là con không biết bơi. Có đó đâu yếu đâu cô, đâu biết bơi đâu con. À, tại ai cũng biết mà. Vậy hả cô? Tại cô dân cũng biết bơi mà sợ nước nó tràn ra. Đó là... Vậy cô cũng giống con hả cô? Không biết bơi là mai mốt là phải tập bơi cho con. Đàn ông mà biết bơi là dở lắm, thiệt sự á. Rồi nhưng mà con có mấy mối tình rồi, Triều Phong? À, hiện tại là con có hai mối tình gọi là sâu đậm nhất. Thì một mối tình là năm con học lớp 10 cho tới lớp 12. Lớp 10 yêu rồi đó hả? Dạ. Rồi mối tình thứ hai là mấy năm? Thứ hai là 6 năm. Trời ơi, nhưng mà sao chia tay con? À, tại vì do có một thời gian là con làm việc khá nhiều quá chứ. Nên không có tập trung vào cái vấn đề gọi là tình cảm nhiều được. Thì dẫn tới là cái sự quan tâm không có nhiều. Đúng rồi, những người đàn ông mà ít quan tâm phụ nữ là thật sự là tội nghiệp phụ nữ là cái nhất. Cái thứ hai là chắc chắn có người khác quan tâm là họ cũng không quan tâm tới mình đâu. Thành là nhớ quan tâm họ nha. Dạ, dạ, cái rút kinh nghiệm. Dạ. Rồi còn con thì sao nè? Dạ, con thì cũng có hai mối tình. Một mối tình là năm... cách đây 2016, quen cũng được hơn một năm. Nhưng mà tại vì do xa, khoảng cách địa lý. Mối tình thứ hai thì cũng mới năm ngoái đây. Bạn đó không có được quan tâm với lại không có hiểu mình á. Nãy cũng nói hay đó. Không? Và không quan tâm người ta chia tay à? Dạ, chào con gái xinh đẹp. À, dễ thương. Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Dạ, bạn trai chỉ cần cao trên 1m7 à. Thì mập mạp một xíu thì càng tốt. Ngon.
Thế cha sao tôi cảm nhận nghe, tôi cảm nhận tại nãy tôi đứng thấy lú đầu ra hàng rào luôn đó. Cao à, ngon à. Ừ, ngon à. Rồi, rửa gì nữa không con? Coi phải không? Có, khỏe chào cô. Chào con. Dạ, chào cô. Đằng trai ta cao ráo. Gì mà có hình dung nè đó, y chang những gì có hình dung luôn á. Dạ. Cái người yêu trước của con á, mà mối tình sâu đậm đó thì cao nhiêu? Dạ còn bằng con à, 67, 68. Rồi thôi không đụng hàng rồi, vậy đủ rồi. Cao hơn nha. Dạ. Con thích điều gì đàn ông hả con? Con không thích là ví dụ như mà những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á, thì đừng có nên im lặng. Ví dụ như con im thì bạn nên nói, hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im lặng đi. Im hay là dạ. Con nói. Con nói chứ. Nói. Dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Ta nói ra thì nó cãi bướng, còn ta không nói thì sao không nói? Kỳ vậy. Làm sao để vừa lòng phụ nữ? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho. Hiểu không? Phụ nữ khó hiểu quá. Bây giờ con vậy nói cho con biết đi. Dạ. Con muốn cái bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào? Cũng nói nhiều hoạt bát một chút xíu. Rồi cũng chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ. Rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt. Giống như ví dụ như là con tính chất công việc của con cũng hay đi tiếp khách. Thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ. Thì khi mà con đi tiếp khách con sẽ báo là hôm nay con sẽ đi tiếp khách gặp ai ra đó. Tại vì thói quen con là đi tiếp khách không có mở điện thoại. Thì cũng đừng có gọi nhiều quá. Còn về ngoại hình thì sao? À, ngoại hình thì con cũng không có gọi là kén chọn lắm. Chỉ quan trọng là mình hiểu nhau, nói chuyện với nhau được là ok hết. Con 1m bao nhiêu? Dạ con 1m91. Bây giờ lỡ cô bạn gái đây có 1m50 rồi con tính sao? Dạ hồi nãy con okay có nghe là 1m67 rồi. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó thì cao nhiêu? Dạ còn bằng con à, 67, 68. Này bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi nhá. Đúng rồi. Rồi sẵn này hỏi là con đi với ai? Dạ con đi với mẹ con à. À đâu? Dạ chào chị. Nói chung nhìn con bé này dễ thương thì chỉ có là chị cũng muốn là hai đứa có thể tìm hiểu nhau. Thằng bé này nó hiền lắm, ở nhà thì nó hiền lắm, uống sữa không mà thành ra nó hiền quá trời. Nó đi làm thì nó lanh chứ thường nó hiền lắm. Dạ thành ra chị bé này thì rất là dễ thương, chị nhìn chị thích lắm á. À, vậy là mẹ chịu rồi đúng không? Dạ. Ok rồi, vậy con đi với ai vậy? Dạ con đi với bạn con. Vâng, con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Con là bạn của Dung, cũng là đồng nghiệp. Thì Dung, đối với Dung thì thực sự là Dung rất là mít ức. Nói chung là buồn xíu ai chọc xíu dễ giận dễ khóc lắm. Nhưng mà khi mà Dung mà bắt được sóng của Dung á, thì Dung có nói là tràn lan luôn. Nó tâm sự khi mấy tiếng đồng hồ cũng được không sao. Nói chung là mỗi người bên đây anh này thì tại thấy là cảm thấy là rất là ok với Dung á. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu thử. Nói chung là Dung cần một người nào đó quan tâm Dung. Và đừng có vô tâm với Dung quá. Thì những người trước thì hơi vô tâm với Dung. Nên làm bạn buồn hoài à. Dạ. Rồi. Giờ sao mở rào ha? Mở rào. Rồi, ông hô lên đi, cái rào này nó khi nào ông hô nó mới mở. Mở rào. Bắt đầu đi Phong. Bước qua luôn. Chào bạn. Tấn công. Chào em với chào bạn gì nhỏ tuổi hơn mình mà. Rồi mình mở ra không? Coi nè, mình giới thiệu cho mọi người có quà gì nè con. Dạ, anh tặng cho em một cái ví. Ví màu đỏ, ở trong có tiền không con? Dạ, để con coi thử. Ít nhất bỏ 50 ngàn á. Chết, cái đó con quên. Dạ, quên chưa bỏ gì hết. Vậy hả? Ok, rồi xíu nếu mà có bấm chuông thì tí nhớ bỏ vô nha, 50 ngàn nha. Dạ, em có gửi tặng cho anh một hộp sô-cô-la. Thì sô-cô-la nó ngọt như em vậy á. Nhưng mà đôi lúc nó hơi đắng đắng xíu. Ok, cảm ơn em. Dạ. Sao vậy con? Sao con cho ta ngọt ngào xong con cho miếng đắng đập lại là sao con? Không, con thấy sô-cô-la cũng sữa không mà chắc cũng không có đắng lắm mà con. Hai đứa nó cũng hợp nhau ghê nhờ, đứng sát nhau chú coi. Rồi. Xứng lắm á Linh. Cao ghê, bộ xứng ghê á. Thường thường Dung làm công việc là mình có làm ca hay là mình làm theo giờ hành chánh hả? Dạ, tại vì công việc của em là làm theo ca. Làm theo ca. Mà thường thường làm ca tối. À, làm ca tối nhiều hơn. Dạ. Thì một tuần mình có khoảng, có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp, nhưng mà thường thường vì tình yêu nên em sẽ ốp. Em có thể đăng ký lịch bận được. Đôi lúc gấp thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bán sữa luôn á. À, em thường có hay đi du lịch không? Dạ lúc trước là có, nhưng mà dạo này thì hết rồi. Tại vì công việc nó nhiều quá. Dạ. Rồi đi bằng xe máy hay đi bằng máy bay hay xe đạp? Dạ em thì em thích đi xe máy. Nhưng mà chưa có ai đi với em hết. Dạ xưa giờ là thì anh cũng rất là thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Thì hôm nào có dịp thì mình đi chung. Dạ. Cái công việc của anh ấy hiện tại á, thì anh đang làm bên quận nhất luôn ạ. À đúng rồi, anh là ở đường Lê Thánh Tôn. Mình hẹn hò sao đó lần đầu tiên
À, cái đó chắc là bí mật hai chú Quyền Linh đâu có phải hỏi ý kiến là lãng mạn. Em thích lãng mạn hay thích ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu đó? Dạ không, tại con nghĩ là thường thường các bạn mà hay khóc này nọ thì sẽ thích lãng mạn nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ mình gặp mình chỗ nào phun mưa đó, giữa trưa nắng mưa xối xả gì đó. Hồi nãy anh gặp em á, thấy em lần đầu tiên á thì cảm giác của anh sao, thấy em như thế nào? À, cảm giác đầu tiên thấy em hiền, rất là hiền luôn. Dạ. Rồi cao nữa. Dạ. À, anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm. Dạ. Vậy là có đúng cái kết luận là con thích hay không? À dạ con thích rồi. Đó thì con phải nói cho bạn vui chứ. Còn em, em có cảm nhận gì về em? Em thấy cảm nhận đầu tiên là em thấy anh có vẻ là người ấm áp. À, với lại nói chung là tiêu chuẩn của em thì đơn giản là cao hơn em thôi. Là đúng rồi. Ủa? Còn tiếp thế thì mình phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà con có cảm nhận là bạn này sẽ là người quan tâm con không? Chắc là được đó. Đúng không? Dạ. Có quan tâm không? Dạ có. Khẳng định cho anh ta biết. Dạ có cô. Em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm, nói cái là em khóc. Anh cũng đang tính nói nè, là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Có làm nó cũng khóc rồi con ơi. Hai bạn để tay vào nút bấm, tất cả hướng mắt về phía trước. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ. Rồi. Thích thì bấm. Con nhìn kìa con. Con nữ, nữ. Không thích nữ thì nhìn thôi. Kìa Dung. Em nhìn lên đi Dung. Nào. Nếu một, cảm giác đây là xong, một nửa yêu thương của mình đếm thì mình luôn bấm. Được rồi đó. Con hai đứa lên nắm tay với nhau đi. Được rồi. Như vậy là nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ xin phép hai bác Dung cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của Dung đi con. Tham gia chương trình này nó có cái đặc quyền đặc lợi đặc đó con. Đúng rồi. Dạ con cũng xin phép hai bác là cho con đặc quyền của con Dung cho con. Dễ thương hay sao ha. Bây giờ con móc tiền ra bỏ vô bóp. Dạ, cái bóp con ở bên biên tập giữ. Biên tập phải chú cho mượn nè. Chú cho mượn. Còn nhà anh nhớ trả nha. Có nhiều bỏ nhiêu, bỏ vô bóp. 5 ngàn cũng được. Chú còn có 5 ngàn tội nghiệp. Chừng nào đám cưới trả lời chú nha. Coi như đám cưới chú khỏi đi tiền con. Dạ, cũng được chú. Trời ơi. Chứ... Hãy nắm tay nhau, đừng buông tay ra. Gặp đôi đúng thứ rồi. Hai luôn đi. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp đôi thứ hai. Hy vọng rằng sẽ vui như cặp đôi đầu tiên nha. Xin mời, mở đóng rào. Mấy năm rồi? Dạ, cũng 7-8 năm rồi anh. 7-8 năm mấy trước năm? Yêu 2 tháng à. Trời ơi. Bây giờ con hợp với tuổi gì? Dạ con thì con hợp với những cái tuổi 88. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn. Cưng tuổi gì? Dạ. Dạ em tuổi Thìn luôn chị. Rồi thôi xong. Vậy là xong. Giải tỏa luôn. Thực sự thì em cũng không có ngại về vấn đề làm dâu. Hiện tại thì mẹ em cũng có ở một mình thôi. Và em cũng muốn sau này mẹ em có thể ở cùng với em. Xin mời đàn gái. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Mời đi em. Dạ. Mình tự giới thiệu về bản thân xem nào. Chào vâng, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là đang xem đài ạ. Em xin chào nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Ngô Thị Mai. Thì năm nay em 28 tuổi và em đến từ Đắk Nông. Dạ, hiện tại thì em đang ở trọ Thủ Đức và em làm việc tại quận 4 ạ. Dạ, con làm bên ngành bảo hiểm nhân thọ ạ. Rồi, mời bạn trai. Mina konnichiwa. Watashiwa Lý Tuấn Tú desu. Nansai wa Sanshuni desu. Dạ, em dịch lại tiếng Việt. Lời nói đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả các bạn đang xem truyền hình cũng như tất cả các bạn đang ngồi trên khán phòng. Em tên là Lý Tuấn Tú, năm nay 32 tuổi. Thì hiện đang sống và làm việc tại Củ Chi. Thì em đang làm lái xe nâng hàng bột cho công ty thực phẩm. Lái trong công ty chứ không phải lái ở ngoài đường, cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em. Tú lái xe, nhưng sao Tú lái biết tiếng Nhật? Tại vì đó em đi hợp tác lao động 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2018. Dạ rồi. Nhà gái cho chúng tôi biết một chút ưu điểm, khuyết điểm nào. Thì ưu điểm của con đó là biết lắng nghe, chia sẻ. Đôi khi con có thể truyền được cái năng lượng tích cực cũng như là tiêu cực đến với lại người đối diện.
Tại vì cái mặt con kỳ lắm, vui buồn gì là nó thể hiện hết lên mặt luôn. À, và đồng thời thì con thấy con có một cái ưu điểm nữa là chơi khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và người lớn trên từ 70 trở lên ạ. À, dạ. Có tật xấu gì không? Dạ vâng, tật xấu thì cũng không ít đâu ạ. Chắc là con hay quên với lại thiếu tập trung. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là thì làm việc nhiệt tình. À, đặc biệt là đúng giờ. Em thì em người ta hẹn em mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến đúng thời gian đó, không được đi trễ. Tốt. Tự nhiên là em làm bên Nhật 3 năm là quen cái cũng như là cái nội quy, cái phong cách làm việc của người Nhật là em cũng học tập được cái đúng giờ ha. Đúng giờ anh. Dạ. Ừ. Nhược điểm của em chắc là hơi nhát với lại hơi ngại trước những người đẹp. Dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình, mà một mối tình đơn phương và một mối tình cũng bình thường anh, cũng lâu rồi. Mấy năm rồi? Dạ cũng 7-8 năm rồi anh. 7-8 năm trước. Mấy năm? Yêu 2 tháng à. Trời ơi. À, thì cũng như là bạn đó cũng còn nhỏ tuổi. Có một ngày là bạn em thấy là bạn đó cũng như là còn ham chơi quá, tính tình chưa có chín chắn á. Em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn rồi lo sau này nữa, cho nên là em chủ động em chia tay. Trời ơi. Dạ. Còn mình có mấy mối tình rồi con? À, dạ con thì con tính có mối tình thì con trải qua hai mối tình. Dạ mối tình đầu tiên ấy thì gọi là mối tình gà bông thì không tính rồi. Dạ mối tình thứ hai thì cũng chỉ kéo dài được 2 tháng thôi. Cái mối tình thứ hai nó đến chưa đúng thời điểm cũng như là chưa đúng người. Tại vì bạn này thì không có đem lại cái cảm giác an toàn cho con là cái thứ nhất. Khi mà bạn với con nói chuyện thì con cảm thấy không có hợp và bạn cũng không có cái định hướng là con thì con thích kinh doanh. Thì bạn cũng không có cái định hướng sau này kinh doanh, tức là bạn sống quá an phận. Dạ. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương thế nào là tả à, thử coi giống bên đây không? Đúng rồi, con tả dạ. Thử coi để cô qua cô coi coi nha. Về ngoại rồi. Hình thì hello. Dạ về ngoại hình thì đi với con thì cân xứng, cũng đừng có trội hơn con là được. À, tức là đẹp trai quá. À con không dạ. Thích đẹp trai quá. Cái đó thì anh bình thường em đừng lo nha. Dạ. Cao bao nhiêu nè? Dạ con cao 1m6. Mình là 1m nhiêu nè? Dạ em 1m74. Rồi dạ. Cân xứng rồi. Dạ. Sao nữa? Dạ. Còn về tính cách thì là một người có trách nhiệm với gia đình, biết tôn trọng lẫn nhau, khi mà gặp khó khăn gì thì cũng nên ngồi lại để chia sẻ cũng như là cùng nhau giải quyết vấn đề. Mình nghe ba cái hạng mục đó là mình thấy mình có được mấy hạng mục? Dạ 90% chị. Rồi con ghét nhất cái tính gì của đàn ông? Thì ghét thì con không có ghét, nhưng mà chắc con không có thích những người đàn ông mà dính vào bốn thứ đó là tứ đổ tường. Đàn ông mà em cũng uống rượu một xíu, nhưng mà ít thôi, tí xíu thôi. Người ta uống 10 phần thì em chỉ uống 1 phần thôi. Cái gốc thì em nghĩ là đó giờ không có. Tao ba mấy tuổi mà chưa có, thật sự có mối tình cũng như không à. Dạ. Nè con có tin dị đoan không? Có coi cần coi tuổi không nè? Con là người Bắc thì mẹ con cũng khá là tâm thiên. Bây giờ con hợp với tuổi gì? Dạ con thì con hợp với những cái tuổi 88, tuổi Thìn. Tuổi Thìn. Cưng tuổi gì? Dạ. Dạ em tuổi Thìn luôn chị. Rồi thôi xong, vậy là vô. Xong giải tỏa dạ. Luôn. Được rồi đó. Thì em coi tả coi có đúng bên đây không? Phụ nữ thế nào? Nữ chỉ cần cao 1m55 trở lên, hoạt bát vui vẻ, nói chung là biết nấu ăn một chút xíu là được. Quá đơn giản rồi. Dạ con nấu ăn thì quá tuyệt vời rồi. Rồi thôi xong. Dạ. Dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay thì em đến chương trình với em gái em ạ. À. Rồi chào em gái. À, con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Con là em ruột của anh Tú. Con thấy chị Mai thì hiền, dễ thương, xứng với anh Tú. Hai người anh chị có nhiều cái sở thích giống nhau. Mà con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với lại anh trai của con và một người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và toàn thể quý vị có mặt trong khán đài ngày hôm nay ạ. Thì em chỉ tự giới thiệu, em tên là Hải, là anh trai của Mai. Thế bạn trai này có vẻ hiền lành, tự tin và đặc biệt mình thích nhất cái tính của bạn đó là bạn làm trong tin Nhật á, nên cái tác phong công nghiệp rất là cao. Mình cũng mong muốn là bạn có thể chia sẻ cho mình một chút cái kế hoạch về tương lai khi mà cưới nhau á. Cưới nhau thì chắc chắn nó sẽ không phải màu hồng đâu, mà nhiều khi nó màu đen á, nhưng mà mình hy vọng mình cố gắng biến cái màu đó thành màu nâu à. Cho đẹp hơn một xíu. Nâu cũng còn à. Ấy lắm em. Nó phải là cái màu xanh xám đi, ví dụ xám trắng đi, ví dụ vậy là ok. Thì cái dự định của mình sắp tới á, thì mình đang chuẩn bị học ngành dược, là học 2 năm rưỡi là trung cấp dược, ra là mình có thể đi làm nhà thuốc, hoặc là mình mở một cái tiệm riêng. Bởi vì mình có cũng có một cái số vốn nhỏ rồi đó, hoặc là sau này mình thích buôn bán hay là mình thích ở nhà làm cái gì chăn nuôi hay gì thì buôn bán kinh doanh thêm cũng được. Cái này mình khuyên lời khuyên chân thành cho dành đến Mai á. Mai ơi, bấm đi nhá. Mở nào.
Rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện đi. Không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi em. À, đến đây thì mình cũng có giỏ hoa tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Em cũng có một món quà tặng anh, đó là cuốn sách. Em cũng khá là thích cuốn này. Dạ anh cảm ơn em. Dạ rồi. Thì anh cũng thích đọc sách lắm. Để anh giờ anh sẽ đọc. Dạ. Em thì mình bây giờ mình đang ở Sài Gòn hay là mình ở quận mấy em? Hiện tại thì em đang ở quận Thủ Đức và em làm việc ở quận 4. Thường thường cuối tuần mình em thường hay đi đâu chơi nhỉ? Bình thường cuối tuần đó thì em sẽ về gia đình hoặc là em sẽ đi leo núi Thị Vải. Anh cũng thích leo núi lắm. Dạ, thì khi nào có gì thì hai anh em mình đi chung. Thường thường thì cuối tuần thì anh hay đi xem phim, nghe nhạc, xem thể thao, em có thích không? Dạ thì cái này thì em cũng nói thích thì cũng không thích đâu, nhưng mà cũng không có ghét. Dạ. Bây giờ anh là con cả trong nhà đó. Thì không biết là em có ngại về cái vấn đề mà mình về mà ở sống chung với gia đình anh không? Thực sự thì em cũng không có ngại về vấn đề làm dâu. Hiện tại thì mẹ em cũng có ở một mình thôi và em cũng muốn sau này mẹ em có thể ở cùng với em. Nói làm dâu thì thôi, như sau này có điều kiện á thì mình có thể để dành một số vốn này nọ thì mình có thể mua đất mình xây nhà ở ngoài riêng. Còn trước mắt thì anh có nhà sẵn ở Củ Chi á, thì mình cứ ở nhà anh trước, rồi sau này thì có điều kiện thì mình sẽ tính xa hơn nữa. Trước mắt là như vậy. Bạn trai sẽ nắm tay bạn gái để cảm nhận mình, xem cảm xúc khi mà tay nắm với bàn tay thế nào, và nói cái gì đó, hát cái gì đó cũng được. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi đến cuối chân trời. Con đường mà rung héo được. Nói đi, nói với em gái gì đi. Thì lần đầu tiên đến với chương trình thì mình đã cũng nói chung là cũng tuổi cũng hơi lớn rồi đó, cho nên là anh nghĩ là mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu xong thì mình có thể tiến xa hơn. Em thấy nãy giờ là những cái quan điểm với lại cái cách nói chuyện của anh cũng khá là trùng hợp với lại cái quan điểm của em. Dạ. Vậy báo nút nha. Cảm giác trái tim rung động, bấm luôn, không chần chờ gì cả. Đó. Còn nếu như cần suy nghĩ thì ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lần nữa con tim ta mình xem. Ta bấm rồi. Rồi. Đó. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau. Đấy, đẹp đôi. À, rồi xin phép hôn má luôn. Xin phép anh trai mình hôn má. Được rồi. Dạ. Chúc hai em sẽ sớm hiểu nhau và sớm đưa ra quyết định hạnh phúc cho hai đứa nha. Nắm tay bạn gái, đừng bao giờ rời xa nhau như bạn nhé. Bị tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông. Gia trưởng và độc đoán. Cũng có những người rất là yêu thương gia đình, rất là trách nhiệm với gia đình, và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng. Em xin lỗi nha, em không sao, kiểu không. Em dễ xúc động quá. Không sao. Ý là tại vì gia đình nhà em á, thì có em là con một thôi. Không phải bắt tay làm ăn. Chị đừng có thị phạm á. Cái đó là anh phải biết thôi. Trời ơi. Cố lên Mùi ơi, cố lên. Mời nhà trai. Mời em trai. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ, lần đầu tiên cho con gửi lời chúc sức khỏe tới các bác, các cô, các anh chị, các chú ở đây và các bạn. Lời chúc sức khỏe và lời chào ạ. Con là Trần Văn Mùi ạ. Quê con thì ở Nam Định. Con hiện tại sống cùng gia đình ở Đắk Nông ạ. Ở gia đình có làm mô hình nhỏ nhỏ về trồng trọt, về chăn nuôi ạ. Mình vẫn đang ở Đắk Nông hả? Dạ, gia đình. Rồi, đó, lý lịch trích ngang của nhà trai vậy đó. Bây giờ chúng ta nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan.
Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả trong phim trường và đang xem truyền hình. Em tên là Ngọc Quý, em đến từ tỉnh thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước ạ. Vậy là sát bên rồi. Dạ dạ. Rồi năm nay cô gái của mình bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi ạ. Em hiện tại là giao dịch viên ngân hàng ạ. Hồi trước thì em có một thời gian là học tập ở Sài Gòn, cũng có làm ở Sài Gòn một năm. Sau đó thì em về quê làm việc và công tác tới giờ của anh cũng đã gần 5 năm rồi. Tức là bây giờ mình sống ở Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Bên đây là nông trại ha. Dạ dạ. Mình trồng được bao nhiêu cà phê cao su nè? Con trồng tiêu với cà phê ạ. Hai cái chữ đi chung không? Không có hên đâu. Dạ dạ. Trồng được nhiều không Mùi? Dạ tính là cỡ khoảng 4 hect. 4 hecta nhà làng nha. Làm nông gì chắc là chắc khỏe dữ lắm hả? Trời ơi, làm nông tao khỏe re. Cuồn cuộn không? Cuồn. Thôi, đừng nhắc tới từ đó cưng. Ủa, anh xin lỗi. Không để ý. Bây giờ mình tới với ưu điểm và khuyết điểm luôn đi nhà trai. Về vấn đề các môn thể dục thể thao thì cũng có bước khỏe chút. Đúng không? Dạ dạ dạ. Khi tốt nghiệp lớp 12 trung học xong rồi dạ. Mùi làm gì? Trước con học ở dưới Sài Gòn xong. Học con, gì? Con về điện tử ạ. Học điện tử, công nghiệp điện tử ạ. Đại học công nghiệp hả? Dạ. Xong tốt nghiệp xong rồi không làm sao đi về quê? Con có làm, ý là con ra công ty làm được một thời gian, nhưng mà ý là do sức khỏe của bố mẹ con á. Vậy là hiện tại là không về chăm sóc sức khỏe dạ, bố mẹ nên là ha? Con chuyển dạ dạ dạ. Khuyết điểm nào không? Ý là nói chuyện với nhiều khi gặp bạn gái kiểu run, gặp bạn gái kiểu run. Ngồi đây mà còn run đừng có chi gặp bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì cưng? Nếu mà nói ưu điểm thì em thấy em là người rất là tận tình á, có tâm, rồi rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Cái đó nó cũng chính là cái khuyết điểm của em luôn. Đó là tại vì em tỉ mỉ quá nên thành ra là tính của em nó sẽ hơi chậm so với người khác. Đôi lúc á, mình suy nghĩ cho người khác nhiều quá thì nhiều khi bản thân mình hay tủi thân. Nói chung nhà gái bên đây á dịu dàng mà nội tâm lắm. Còn bên nhà trai thì hơi nhút nhát chút. Ông này nhút nhát hả? Được, tôi qua tôi khui thử coi. Nhút nhát lắm. Đó. Qua đẹp, mình coi coi sao. Dạ em chào chị ạ. Hello chàng trai. Em chị ạ. Chào em. Trời ơi chắc khỏe quá hả? Trời ơi tướng chắc rụi luôn à. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình ạ. Các mối tình đó nó có đậm sâu không em? Có mối tình nói chung là gần nhất thì hơi đậm sâu một chút. Ý là chúng em quen nhau tình cờ, nói chung là cũng nói chung về bên Bình Phước. Xong em gặp cô. Bình Phước hả? Dạ dạ. Bên kia Bình Phước đó. Về đi đám rồi gặp cố ở đám. Xong rồi hai đứa nằm quen với nhau. Rồi yêu nhau mấy năm? Dạ 2 năm ạ. Gia đình cố thì muốn cố học tiếp rồi đi gọi là đi du học ở bên nước ngoài. Được chưa? Nhà trai tôi được chưa? Ok. Chịu. Có nhà gái coi sao mà đúng. Qua soi mói nhà trai tôi dữ vậy. Ôi trời đất ơi dễ đó. Thương. Chào cô gái ngân hàng. Dạ em chào anh. Có mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng trải qua là chắc cũng 4 năm mối tình rồi. Sao ít vậy ta? Thì cũng có những mối quan hệ thì em cũng quen một vài tháng thôi. Còn cũng có những mối quan hệ thì có thể quen được một năm. Một năm, lý do gì mình chia tay vậy? Em hơi xúc động. Xúc động hả? Chắc là cũng có một cái trắc trở gì trong tình yêu đúng không? Em xin lỗi. Em hơi xúc động. Không sao, từ từ. Cái gì cũng vậy, cũng phải có trải qua rồi thì mình mới cứng cáp được. Cái người đứng bên cạnh em á cũng có nhiều tổn thương lắm đó. Chị Lan là một trong những thần tượng của em đó. Á thấy chưa, là cái người mà em đã theo dõi từ rất là lâu rồi. Từ hồi mà em mới học lớp 8, lớp 9 rồi chứ không phải là bây giờ nữa. Nói chung là những chuyện thực tế thì như thế nào thì em không biết, nhưng mà những cái bài báo mà về chị Lan thì em đều có theo dõi hết. Thực tế nó còn kinh khủng hơn bài báo nữa đó em. Dạ mình bớt nói à. Thế thì bây giờ chị Lan hỏi cái này nè, có gọi được tên của nó hay không để cho chị Lan biết. Chị Lan qua bên kia chị Lan hỏi là cái người đó có những cái mà của cái người cũ có hay không để né ra. Chị tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông. Gia trưởng và độc đoán. Cũng có những người rất là yêu thương gia đình, rất là trách nhiệm với gia đình, và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng. Hợp lý. Vậy thì bây giờ với cái người sắp tới mà em sẽ đồng hành thì em mong muốn người đó sẽ như thế nào? Hai cái điểm mà em không thích nhất đó là, một là sự gia trưởng độc đoán, hai đó là sự kỳ bo keo kiệt. Thì nói trước là về ngoại hình trước đi. Ngoại hình đi. Tại vì chiều cao em cũng hơi tầm trung á, ý là cũng cao cao. Có cao. Em mong muốn cao nhiêu cưng? 1m7 trở lên. Có lo gì chứ, xin lỗi 1m7 mấy luôn. Không, gần thôi ạ, gần.
tuổi bảy mấy đó, mắt được... không thấy tai không nghe đều có chuyện gì hết. Phải tự tin lên chứ. Dạ. Đừng mong trắng nha, nhà làm nông không trắng được. Đen mới mạnh mẽ. Trắng đen thì không quan trọng đâu, quan trọng là phải là sạch sẽ tươm tất, chỉnh chu một tí chứ đừng có xòe xòa quá. Đến với chương trình mặc một bộ đồ rất là dễ thương, lịch sự. Lịch sự. Còn về tính cách thì em thích người có tính điềm đạm, chững chạc, có trách nhiệm và cái người đó, tại vì bản thân em cũng là một người rất là nhạy cảm, nên là em mong là bạn nam cũng là người tâm lý một xíu. Tôi nói thiệt nha, tôi là con gái tôi lấy ông này liền, mà cũng hiền khô. Còn tôi là đàn ông tôi lấy bà này liền. Ủa vậy đó hả? Lúc mà em có đăng ký trong chương trình đó, em có nói một cái vấn đề như thế này. Em xin lỗi nha, em không sao, kiểu em dễ xúc động quá. Không sao. Ý là tại vì gia đình nhà em á, thì có em là con một thôi. Ba mẹ em cũng đã lớn tuổi rồi, cũng có bệnh trong người nữa. Mà em chỉ mong muốn là cái người em quen á, có thể là ở trong cùng tỉnh Bình Phước, hoặc là nếu xa lắm thì có thể là ở Bình Dương. Để thứ nhất là qua lại thì nó cũng tiện hơn. Còn nếu mà ví dụ như mà sau này có thể tiến xa hơn á, thì có thể là dễ bề chăm sóc được gia đình hai bên. Chứ gia đình nhà em thì thực sự là rất là neo người, có tết nội tết ngoại. Em nghe bên đây nói nè nha, em nhà em đông người đúng không? Dạ, dạ. Ở rể được không? Nói chung là hai người cứ tìm hiểu. Nếu mà nói chung là ở rể thì em không có nghĩa là em có thể mua đất hoặc làm ở đấy, chứ ý là kêu ở gần bố mẹ thôi. Chứ còn mà kêu ở rể thì bên kia có hai gọi là hai ông bà thôi. Dạ dạ. Không có ai nữa trong gia đình con một mà. Dạ dạ. Từ Đắk Nông qua Bình Phước gần. Dạ cũng gần không bao xa. Dạ. Có mấy chục cây à? Tầm 2 tiếng, nói chung xe đi lại thuận tiện hết ạ. Bây giờ thôi để chúc hai đứa gặp nhau đi. Đúng rồi. Rồi bàn cái chuyện này. Cái này nha. Còn thương thuyết với nhau dài đúng dài. Rồi. Bây giờ mình gặp người thân đi. Đúng rồi. Hỏi cô gái trước đem đi dài vậy? Em đi với mẹ em với lại một người bạn của em ạ. Kính thưa chú Quyền Linh. Dạ. Cô Ngọc Lan. Cái đó bây giờ cái duyên của nó thì bây giờ tùy nó thôi, chứ còn tôi nó quyết định thôi, chứ còn tôi thì không có quyết định được. Cái sống được sống qua nó chứ đâu không phải được sống qua đây. Dạ. Chàng trai này thấy được không cô? Thấy được thì được, nhưng mà xa quá. Chứ là tại vì có một đứa con gái à, ổng cũng yếu rồi. Dạ. Cho nên xa quá bây giờ cũng không biết làm sao mà tùy con thôi. Có bà con ở Bình Phước nên là cũng dễ qua lại lắm cô. Rồi bây giờ mình bỏ qua cái chuyện xa với gần đi cô, mà cô thấy ngoại hình được không cô? Dạ, dạ. Chào anh Nguyên Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Em là chị của Quý. Thì em thấy thì em trai thì cũng được, hiền lành. Nhưng mà thì cũng hơi xa đó. Tại nhà Quý thì nó neo đơn lắm. Thật ra này nè chị, khi mà yêu nhau rồi á thì không có gì là xa cả. Em thấy em trai thì cũng hiền, nhưng mà thôi để hai em tự quyết định, chung dạ. Hai em tự có cơ hội tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị gái. Mình đi với ai cưng? Dạ, em đi với em trai. Em ruột á mùi? Dạ vâng. Trời, nhà còn quá trời, còn em ruột nữa mà. Em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Em chào tất cả các vị khán giả trong trường quay. Rồi, sao em thấy trai? Chị dâu sao? Em sẽ có ý kiến của mình là cái bạn nữ hôm nay rất là xinh. Bên em thì cũng có nhà ở bên Bình Phước. Anh chị mà nên cho nhau là thời gian để tìm hiểu. Thật thì anh chị có thể tiến xa, đi xa nhiều hơn mà có thể tiến đến cuộc hôn nhân của mình. Mình có nhà ở Bình Phước luôn hả? Nhà ông bà ở Bình Phước. Ồ vậy đó hả? Dạ. Đó, bởi vì hồi nãy con có nói là rất là tiện luôn. Bây giờ thí dụ như anh trai qua Bình Phước ở thì em có thể ở nhà chăm sóc ông ba mẹ được không? Dạ được, thì em về cũng được. Trời ơi, thì có đứa em vậy thôi chứ muốn gì nữa trời. Trời ơi, thấy chưa? Thôi bây giờ mở rào đi nha. Mở rào đi. Dạ em chào anh. Dạ em có một cái phần quà của Bình Phước. Bình Phước thì thật sự là cũng không có những gì hết, thì chỉ có một ít đặc sản là hạt điều thôi. Thì em có một phần quà là gửi tặng anh, với lại là có hai phần là gửi cho chị Ngọc Lan với lại anh Quyền Linh. Trời ơi, có tôi nữa hả? Ngon vậy ta. 12 con giáp em đây, cầm tinh quý mùi. Đó, nhìn cô gái coi thấy sao mùi lần đầu tiên gặp mặt đó. Con chào người chú ạ. Hả? Cô ấy xinh đẹp ạ. Dạ. Xinh đẹp đúng không? Dạ. Đúng với chi tưởng tượng của mình không? Còn hơn thế ạ. Được rồi đó. Rồi Quý thấy mùi sao nè? Em thấy ảnh
thì cũng ngoại hình cũng ổn, có điều ảnh hơi rụt rè một xíu. Như anh thì nói chung hiện tại là đã xác định là ở nhà thì nói chung là làm công việc, nói chung là cái công việc không cố định giờ ra, ý là chỉ cần có lý do là đi thôi, ý là không bị ràng buộc, có nghĩa là mình tự mình nên mình có thể mình tự làm được. Ví dụ trong chuyện tình cảm ấy, thì anh nghĩ là một mối quan hệ như thế nào là anh cảm thấy là nó hợp lý và nó có thể tiến xa được á? Cơ bản là hai người hiểu nhau, thấu hiểu cho nhau được, anh chỉ cần thế thôi, anh chỉ cần thế. Thì theo bản thân em á, thì em nghĩ là ngoài hiểu nhau còn phải có cảm thông và động viên nhau để phát triển nữa. Tại vì có những mối quan hệ á, nó chỉ làm cho bản thân mỗi người trong đó đi xuống thôi. Cho nên là em cần một cái mối quan hệ, và em nghĩ là không phải riêng em đâu, mà đó là điều mà ai cũng mong muốn á. Đó là cái lý do để cho mình phát triển tốt hơn á. Dạ, bây giờ bước tới, đây là cô gái người ta rất là mong muốn được cái sự chở che, được cái sự bù đắp. Bước lên, đứng lên, nè. Thôi ở dưới có người bước lên đó. Dạ. Rồi, sân khấu của em, nắm tay cô gái, mạnh dạn lên. Thôi đi Mùi, Quý Mùi đó. Đứng không lên. Phải bắt tay làm ăn. Chị đừng có thị phạm đó. Cái đó là anh phải biết thôi. Trời ơi. Cố lên Mùi ơi, cố lên. Ủa vậy thôi, không có nắm tay chứ vậy? Ủa? Không được một giây luôn đó. Mà mỗi sắp xếp luôn đi. Face to face, hand in hand. Rồi, cảm nhận đi hai bạn. Anh thì cũng không dám hứa. Nói chung là hôm nay có cái duyên, nói chung mình đã gặp được nhau. Thì anh cũng mong em cho anh một cơ hội. Anh không dám hứa trước, nhưng mà nếu mà hai đứa mà có được về thì anh chỉ khẳng định với em là anh không làm ngóng cổ. Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi, vì tôi là chàng khờ dễ thương, sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này, trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Suy nghĩ cho kỹ, đây không phải là chuyện bấm nút rồi cười rồi vui. Bấm là phải có trách nhiệm với quyết định của mình đưa ra. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do Quý? Thật sự ảnh cũng hơi rụt rè, với lại ảnh cũng chưa cho em cái cảm giác được là người này có thể bảo vệ và che chở mình được. Qua đó chúng ta thấy rằng những người đàn ông trước mặt người phụ nữ, nếu như mình yêu họ thì mình phải làm sao để họ thấy, họ tin tưởng vào cái sự bảo vệ của mình. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, rất tiếc điều đó. Chương trình sẽ có một số phần quà dành tặng cho hai em. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Rồi, mời hai em. Vậy là một mối tình không thể kết nối được quý vị. Hai trái tim không đồng dạng với nhau, không hiểu nhau. Thôi, bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai để xem kết quả nó như thế nào. Chứ cái kết quả đầu tiên nó hơi buồn quá. Đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời. Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần, tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Thế chương trình này mình có thể đi chơi. Em thích đi chơi buổi tối. Được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi anh trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình.
Lời đầu tiên là cho em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Trần Long, em sinh năm 93. Và hiện tại thì em đang làm cho một công ty digital marketing. Dạ. Thấy phong cách nghệ sĩ quá ha. Dạ không, giả đầu lắm. Mình làm ở đâu? Ở tại quận Gò Vấp. Mà quê mình ở đâu Long? Dạ em gốc là người Đà Nẵng. Gốc Đà Nẵng, hiện nay sinh sống thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ hiện tại thì em đang ở mình. Ở trọn mình luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, rồi mời nhà gái. Dạ con chào chú Nguyễn Linh, chào chị. Con tên là Phạm Thị Mỹ Khanh, con sinh năm 1999 rồi. Mỹ Khanh. Dạ. Mỹ Khanh sinh năm 99. Làm gì Mỹ Khanh? Dạ con là nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Long? Em sẽ là một người có thể chia sẻ được. Người chia sẻ. Cũng có thể là một người hướng dẫn được. Tính em nó hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều khi thì sẽ hơi vô tâm một chút. Hơi vô tâm chút xíu. Tại vì em là một người kiểu bình thường không sao, nhưng mà khi mà em có công việc vô thì em sẽ bị tập trung vào nó rất là nhiều và em phải hoàn thiện nó. Nhưng mà đôi khi á, cái vô tâm đó, đó là cái điều nó nguy hiểm vô cùng tận luôn. Nếu chúng ta quen với ai đó, chúng ta vô tâm với họ thì đó là một điều cực kỳ xấu và hậu quả nó sẽ có liền luôn. Bởi phụ nữ họ rất ghét những người vô tâm. Thành ra nhớ khắc phục cái đó nha, bây giờ nó nhỏ thôi, nhưng biết đâu mình quen cái từ từ nó lớn lên. Dạ không, giờ khắc phục rồi. Khắc phục rồi đúng không? Dạ. Rồi, quá tốt. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em là tỉ mỉ, chu đáo, biết quan tâm người khác. Bên kia vô tâm, bên đây biết quan tâm, có thể bù trừ được cho nhau. Điểm yếu của em là hơi nhát với sợ. Có sợ chị không? Chị ôm gái cho hết sợ nè. Dạ không. Đừng có run nha. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có một à. Em quen bao lâu? Dạ em quen hồi năm em năm nhất. Em tìm hiểu được một tháng. Giờ thấy không hợp chia tay? Dạ tại vì bạn nam vô tâm với em. Vô tâm với em. Trời ơi, cảm giác như bên kia bị trúng tim đen. Bên đây người ta chia tay mối tình đầu là vì bạn trai vô tâm đó. Bây giờ nhà trai tính sao? Ta sửa rồi mà cứ nhắc hoài luôn bà mối này. Chào em. Ta đó. Bây giờ bên đây bên kia có mối tình đúng không? Có một mối một tháng. Mà chia tay vì vô tâm, quen nhau một tháng đó. Quá trời lâu luôn. Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Ý là nếu mà mối tình mà tính bằng năm á thì là em quen được một người trên một năm thì em tính là một mối tình. À. Dạ, còn mà tính tháng với tuần thì nhiều quá. Trời ơi. Tại vì anh em bay bướm lắm nè. Dạ không không, để em nói đã. Tại vì em làm nghệ thuật trên đây là nó sẽ có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Bây giờ tổng kết em có khoảng bao nhiêu mối tình nè? Dạ thì 3 đi. Vậy được rồi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất không? Dạ đó thì là cái mối tình khiến em thay đổi á. Mối tình mà khiến mình thay đổi mới là cái mối tình mà khiến mình nhớ nhất chứ không phải là mối tình đầu. Ừ, là mối tình thứ 3 đó hả? Là mối tình đầu tiên của em, là em yêu người đó đầu tiên thật sự. Anh để nói chuyện khó hiểu quá. Rối quá. Mối tình làm mình thay đổi là mối tình đầu tiên? Không, không phải là mối tình đầu tiên mà là cái người mà khiến mối tình mà khiến cho mình thay đổi mới là cái mối tình chính. Mà mình hỏi thì ổng kêu là cái người yêu đầu tiên. Không, à. Em nói không phải, em nói là không phải là cái người đầu tiên à. Mà là cái người khiến cho mình thay đổi á. À, vậy cái người mà khiến em thay đổi đó là dạ. Cái mối tình sâu đậm nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mình chia tay biết không? Dạ thì có lẽ tại vì em vô tâm đó. Hồi đó thật sự thì nó thì do cái công việc của em nó chiếm dụng thời gian nhiều và ít có quan tâm đến bạn nữ đó. Ừ. Thì mãi sau này khi mà em nhận được cái lỗi sai của mình, em muốn sửa đổi thì bạn đã có một người khác tốt hơn bên cạnh. Thì em cũng khá là buồn. Và từ đó thì em cũng nhận ra cái việc quan tâm một người nó sẽ quan trọng lắm. Rồi, biết nhận ra cái sai của mình là tốt. Anh thăm nhà gái coi tình hình nhà gái sao đây. Mối tình trời một tháng. Trời ơi, sao mà nó non choẹt chút xíu vậy trời. Đường tình nó cũng gọi là trắc trở quá hả, quen tháng luôn đó hả. Bây giờ trong mộng chàng hoàng tử của mình ra sao? Giống chú Lý Hải là được. Giống chú Lý Hải hả? Dạ. Đi chàng chú Hải hát hay hay là có nhiều con, 4 con? Dạ không. Hay là con phải nói cụ thể, giống chú Lý Hải có nhiều thứ giống lắm con. Dạ, có tinh thần cầu tiến,
tinh thần cầu tiến. Dạ. Biết quan tâm chăm sóc cho gia đình bản thân. À đó, biết rồi, bây giờ người ta biết rồi đó. Người ta biết rồi đó. Chú Lý Hải là cũng nghệ sĩ, bên đó cũng nghệ sĩ lắm. Dạ. Bên đó còn nghệ sĩ hơn Lý Hải. Đúng, anh Lý Hải bây giờ mặc đồ nhiều khi cũng không bằng nữa. Chừng nào lấy chồng được? Khoảng bao lâu? Dạ 2 đến 3 năm nữa. 99 là 2? 23. 23 rồi, còn khoảng 26 lấy chồng được đúng không? Dạ. Cũng đẹp rồi, tuổi đó là rồi. Đẹp. Rồi, bây giờ là con đi với ai nè? Dạ con đi một mình. Một mình, được rồi. Có chị Ngọc Lan lo. Bên đây đi với ai? Dạ em đi, hôm nay em đi với sếp của công ty em. Có sếp luôn ha? Trời ơi, sếp luôn, rồi, sếp đâu rồi sếp coi. Em xin chào chú Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuy là sếp chứ khi mà hết công việc này nọ kia thì cũng là giống như bạn bè. Theo em thấy thì Long là một cái người làm việc rất là nhiệt tình trong công việc hồi xưa. Ngoài ra thì có nhiều cái tài năng. Còn thấy bạn nữ bên này khá là xinh với lại hiền. Thì mong cho hai bạn sau cái chương trình này sẽ tiến đi được xa hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated. Một màn ra mắt ấn tượng luôn. Mình có món quà muốn tặng cho bạn. Xịn dạ. Thôi mình mở ra xem luôn các bạn. Mình đang ở một mình mà mình sẽ rất là muốn có món quà này ở trong tủ đồ của mình. Wow. Con đó. Sau hai mươi mấy, gần 30 năm mới gặp mặt đó, cảm nhận về nhau thế nào? Anh rất là vui tại vì hôm nay có thể đến chương trình gặp được em. Thì anh đến chương trình thì chút đầu tiên, cái suy nghĩ của anh đầu tiên á là anh muốn xem tự anh còn cảm giác tương gái hay không. Tại vì lâu lắm rồi thì cái việc anh tìm kiếm một người sau cái chuyện tình anh làm anh thay đổi bản thân á, thì mãi đến giờ anh vẫn không kiếm được cái người con gái có thể giống như người đó. Có nhiều bạn trai FA bây giờ cẩn thận nha, có khi sau này bạn sẽ kiếm được người con trai của cuộc đời mình á, chứ không còn là con gái nữa. Em FA đến độ mà kiểu bị bạn hỏi thôi mày còn thích con gái không, mày thích con trai rồi. Ế lâu quá thay đổi giới tính đó. Em gái, thế là nãy mình thấy một cái màn ra mắt của bạn trai, cảm nhận thế nào, nói đi. Em thấy vui tươi sinh động, rất là thích, rất thích rồi. Anh thấy em như thế nào? Anh sẽ thích những người con gái mà người ta có một chút mạnh mẽ. Tại vì thật sự mà nói thì con gái thời nay nó khác hồi xưa rồi. Dạ, tại lên đây em hơi nhát. Sợ. Anh hiểu. Em có suy nghĩ gì về anh không? Thì em cứ nói ra thôi. Dạ, em thích người cá tính như anh. Mình sẽ bù trừ nhau đúng không? Dạ, đúng rồi. Em nghĩ thế nào nếu với một người con trai có tính nghệ thuật và đã trải qua chuyện tình hơi nhiều như anh? Nghệ thuật thì em cũng thích nghệ thuật. Còn chuyện mối tình thì mình không hợp thì tìm đối tượng khác. Anh đồng ý vấn đề đó. Anh muốn trở thành một người đàn ông con trai hiểu chuyện hơn. Là cái người kiểu cầm cái chui. Mà anh muốn sao là anh sẽ cầm cái lưỡi. Và người con gái của anh đó sẽ là người cầm cái chui. Người ta có thể không đa tài bằng anh, nhưng người ta giỏi một cái mảng khác. Và người ta có thể lo được cho cuộc sống. Thì anh sẵn sàng lui về đằng sau, làm một người trợ giúp cho người đó. Dạ. Bạn tính về chuyện hẹn hò đi. Em đang ở quận 7 đúng không? Dạ, em ở quận 8 mà làm ở quận 7. Không, thật ra thì cũng như nhau, tại vì anh ở Gò Vấp lận. Ở quận 7, quận 8, dạ. Gò Vấp. Với lại là tại vì công việc của em thì hiện tại giờ em đang làm hành chính, cho nên là chắc là em chỉ rảnh buổi tối thôi. Dạ. Thì cái việc hẹn hò thì trước giờ em không phải là người chủ động. Trước giờ thì đa phần là các người bạn gái của em sẽ là người chủ động mà nhắn cho em. Cô gái này rất nhút nhát, không biết gì cả. Rồi bây giờ làm sao cô ấy chủ động được?
Oh no. Thì thôi em chủ động chứ sao chứ. Ok. Khó quá mình tự xử thôi. Đúng. Dạ. Rồi bây giờ em tới em chủ động nắm tay cô ấy đi. Dạ thôi anh. Mình không chủ động kiểu sổ sàng được. Em nắm tay sau chương trình được đi. Ủa cái này đâu có gì đâu sổ sàng. Nắm tay cô gái ấy để em cảm nhận được nó rõ hơn. À dạ dạ. Cái cảm xúc của mình. Dạ vậy thì em sẽ tới nhưng mà em muốn người bạn gái nắm tay em, chứ không phải là em nắm tay người bạn. Lý do? Tại vì em muốn cô ấy cảm nhận em. Nếu như bạn ấy nắm tay em mà trong tim bạn ấy đập thì là bạn ấy sẽ có... Cô ấy sẽ không dám nắm tay em đâu. Em dám không? Dạ. Thôi chị sai rồi. Trời ơi, tôi hơi bị lo quá xa. Tay lạnh không? Lạnh. Thì bởi tim đập không? Tim đập không? Dạ. Anh cũng có cảm thấy một chút gì đó nó rung động. Chưa lớn nhưng là sẽ có. Nói chuyện với bạn đi chứ nói với chị chi. Chị đâu có. Tay anh hơi lạnh cũng run giống em. Thì tự ấm. Thôi chương trình này mình có thể đi chơi. Em thích đi chơi buổi tối. Ừ được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi. Tại vì bạn ấy rất khác em đó nha. Bạn ấy rất nhút nhát. Vâng, em cũng có cảm giác đó. Nhưng mà bạn ấy không chủ động được bất cứ điều gì hết. Nếu như em là một người con gái thiếu người bảo vệ, ok thì anh sẽ là người đó. Nhưng mà em có giỏi tính toán không? Dạ không. Em không giỏi tính toán à? Anh cũng không giỏi tính toán. Anh giỏi tính chuyện hai đứa. Rồi, hai bạn về chỗ. Dạ. Rồi, hai đứa để tay vô nút bấm đi. Hai bạn sẽ có những cái giây phút suy nghĩ thật là kỹ. Nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi. Và cái quyết định này là một cái quyết định thật sự và có trách nhiệm và nghiêm túc với cái quyết định đó, chứ không phải là bấm nút cho vui. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ nha. Chị Lan sẽ đếm đến 3. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Lý do? Đầu tiên là em xin lỗi bạn nữ, xin lỗi anh chị. Thì bản thân em thì em muốn trở thành một người đồng hiểu chuyện. Thì tức là sẽ là phải là một người mà làm tốt được trách nhiệm bản thân của mình. Thì em muốn có một cái mối quan hệ tình bạn hơn. Và lúc này em vẫn muốn có một quan hệ tình bạn với bạn nhé. Và em vẫn có thể tiến ra sau chương trình này chẳng hạn. Còn bây giờ hiện tại mà để mà em đi liền với bạn á, thì em nghĩ là giờ chưa phải lúc. Chị cũng cảm nhận được là em sẽ chưa có một cái cảm giác để mà có thể đi lâu dài với bạn này. Thật ra anh rất thương bé. Bé không hợp với lại không bạn hợp. Trai đâu. Đúng rồi. Anh định khuyên bé không bấm rồi. Nhưng thấy sự nhiệt tình của bạn trai nhiều quá. Chính là những người đàn ông hay màu mè làm thể hiện cho người phụ nữ hiểu lầm người ta. Rồi cuối cùng mình quay xe tội cho người ta. Làm nghệ thuật mà bạn ấy kinh nghiệm rất là nhiều, bay bổng, thăng hoa, thậm chí là cảm xúc rất là nhiều. Đôi khi có những người khác người ta hiểu lầm. Mình cố gắng đừng để cho người khác hiểu lầm mình rồi tội nghiệp người ta ha. Anh chỉ nghĩ vậy thôi. Mỗi đứa sẽ có một quyết định riêng, chúng ta trân trọng điều đó. Giá như hồi nãy mình đừng có thể hiện những cái gì. Đúng, để cho... giá như lúc mà chị hỏi là vậy thì nó bên đây hơn. Bên đây rất là không có giống với em. Thì giá như là em rõ ràng hơn cái việc đó một chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Hồi nãy anh đã thấy điều đó, thành ra anh ngồi luôn rồi. Người ta tổn thương, mà tổn thương mà trái tim á, thì nó tổn thương hơi lâu chút xíu. Đơn giản vậy thôi. Em nghĩ là không á. Tại vì thật sự tuy là em không bấm, nhưng mà đúng là nãy chị Lan hỏi em có chút rung động bạn không, thì em vẫn nói là có mà. Đó thì em nói ngay từ lúc đầu. Em nói có rung động thì cô gái mới hiểu lầm. Em muốn mọi việc nó sẽ phải đi từ từ. Và để cho em và bé có thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Mình không hiểu bạn mà bạn cũng không hiểu ý của mình. Một người như em ở cái xã hội bây giờ rất là hiếm có. Và chị tin là ở thời gian sắp tới em sẽ có được một cái bờ vai để em có thể nương tựa, để em có thể hỏi về cái cách yêu nó như thế nào. Họ sẽ có đủ thời gian, đủ tình yêu để họ dạy em những cái chuyện đó. Bé cần trải nghiệm nhiều hơn nữa.
rồi là trao dồi thêm nhiều cái kỹ năng nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống ha. Đúng rồi. Nhiều bão tố phong ba lắm, hãy rèn luyện cho mình một kỹ năng mạnh mẽ chút xíu nữa nha. Rồi thôi, nói chung là đừng lo nhé. Dạ. Anh có thể ôm một cái không? Anh có ngại gì đó không? Em ngại ha. Có thành đôi không thành đôi không quan trọng đó, quan trọng là hai đứa mình sẽ hiểu được nhau và sẽ làm bạn với nhau được. Dạ. Rồi thôi, đây là những món quà dành tặng cho các bạn đây. Và giữ lấy món quà của người bạn mình đã gửi tặng cho mình trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều khát vọng, rất nhiều cái điều để hướng tới một mục đích nào đó. Và hy vọng các bạn sẽ thành công nha. Rồi, cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình. Không biết nói thế nào đây, chắc mọi người cũng sẽ hiểu được cái tâm trạng của mình trong lúc này. Mình đóng vai trò là một người mai mối mười mấy năm nay rồi. Mình không muốn những cái gì nó xảy ra trên sân khấu làm tổn thương một cái tinh thần một người nào đó. Đặc biệt là những người phụ nữ, một cái tinh thần trong veo chưa có va chạm tình yêu nào cả, nó bị quay xe 360 độ vậy. Nhưng mà cuộc sống cần phải nên có những điều đó. Chúng ta cần vấp ngã và đứng dậy đi, biết đâu chúng ta sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống. Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn muốn chứng kiến những cái nút bấm bằng cả trái tim của mình, luôn luôn muốn các bạn sẽ nắm tay nhau ra về, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn là những câu chuyện như thế, thật là bất ngờ.